xuống đây. Dạ. Bây giờ hai đứa bay làm sao? Có yêu nhau thật sự hay không? Đó. Rồi bây giờ lỡ có thai nè, tụi mày tính sao với đứa con này? Dạ. Thai được mấy tháng? Dạ tụi con yêu nhau thiệt lòng chứ ba. Rồi có tính tới đường cưới nhau hay không? Hay là chỉ là quen bồ bịch vậy thôi? Tụi con cũng chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhưng mà hai đứa tụi con biết tin có thai cái tụi con cũng sốc lắm luôn á. Cái không biết xử lý làm sao hết nên mới hỏi ý kiến của nội với ba mẹ. Bây giờ tụi biết đi khám chưa, rồi bác sĩ nói làm sao, thai kỳ nó như thế nào, được mấy tháng mấy tuần, nói cho gia đình người ta biết. Dạ khám rồi ba, được 5 tuần, tim thai tốt lắm ba. Người ta nói là 2 tuần nữa là hẹn đi khám cái gì nữa ba. Nói chung là cái con trong bụng đang thanh tốt lắm ba. Ý kiến của tôi vẫn như trước, không được bỏ cái thai này. Vậy đó, giờ ai quyết gì quyết. Còn nếu cần thiết, con gọi điện thoại cho Đăng Thanh. Dạ. Gọi liền, để nó trả lời, nó nói chuyện với cả nhà. Mẹ, mở loa ra cho cả nhà nghe, con nó nói chuyện sao. Dạ. Alo, sao mà hỏi vô hoài á? Bị gì vậy? Hỏi nó coi sao vậy? Em, sao hôm nay em hẹn qua nhà nói chuyện với bà nội với ba mẹ, sao em không chịu qua vậy? Ủa? Em có hóa hả? Chết rồi. Nhậu xỉn quá mất tiêu rồi. Quên rồi. Cái gì? Nhậu nữa hả? À chắc là giả bộ uống nửa lon rồi hô hào cho nó khí thế đúng không? Chứ làm gì em biết nhậu. Đúng đó. Bữa nay em uống 3 lon luôn á. Nhiều gặp mấy đứa bạn cũ, thằng nhàn chán quá nên tính uống một chút. Ai dè, quá chén. Xỉn luôn. Về nhà tính ngủ một chút. Ai dè quá chớn. Ngủ luôn, quên luôn. Quên qua nhà luôn. Không mấy ngày mai em rảnh không? Để anh qua anh rước em qua nói chuyện với bà nội với ba mẹ nha. Mệt quá. Đó đã thôi đó. Em đã nói rồi, chuyện này là phải giúp kính. Giờ biểu gặp. Nói gì? Chứ hôm qua đâu. Qua nói chuyện với bà nội với ba mẹ anh. Nói chung là bà nội với ba mẹ anh chỉ muốn biết là em muốn cái gì thôi à. Bà nội anh thương anh lắm. Qua nha. Được rồi. Mệt quá. Chị mai qua chở em. Với lại gửi lời xin lỗi gia đình giùm em nha. Bye. Bye em. Ngủ ngon nha. Con gái con lứa gì biết mình có bầu mà không giữ gìn sức khỏe mà đi nhậu vậy đó hả? Bây giờ á, mình suy người, mình nghĩ tới ta một chút đi nha. Nó còn nhỏ mà. Nữa mẹ cứ nói nó còn trẻ nhỏ mà. Bây giờ mình cứ từ từ mình khuyên, bây giờ mình chưa gặp mặt phải gặp mặt đi. Mình tiếp chuyện đi rồi mình mới đánh giá con người qua làm sao. Nghe. Nhưng mà cái này vẫn là cái điểm trừ rồi đó nha con. Dạ. Đây là điểm trừ nha. Cho đã rồi uống được hai ngụm rồi bỏ. Trời mình làm cũng ngon mà phải dở đâu trời. Trẻ bây giờ uống phí phàm dễ sợ. Chào hai. Dạ chào. Ủa ra làm chi đó? Để phục vụ. Ừ? Phục vụ ai? Phục vụ quán. Ngồi đi. Để anh phục vụ. À, ăn gì uống gì à, cơm sườn mì chả hay trứng ốp lao được không? Thôi ngán lắm mấy đâu ngán ăn đâu à. Rảnh tay pha em đi trà sữa. Đi trà sữa nè uống đi cưng nè uống đi. Cái gì vậy? Uống cho hết đi uống đi. Nước người ta uống rồi mà làm gì vậy? Trời ơi, nó coi ở đâu vậy hả? Trời ơi em gái chứ phải là má thiên hạ đâu à, ngủ tới giờ này mới ra quán coi kìa. Sáng giờ có một mình anh hai làm không kịp tay luôn nè. Thì sáng tao bận ngủ. Bận cái gì? Sáng bận ngủ tí xíu. Bận ngủ hả? Biết bận quá ha. Giờ em với anh phụ nè. Phụ cái gì giờ này, khách khứa đâu nữa mà phụ. Ra phụ kêu đếm tiền hay gì? Giờ rảnh đúng không? Vô pha đi trà sữa uống thôi, thèm quá rồi đi. Sữa hả? Mày ra trễ mày còn đồ uống trà sữa nữa hả? Nè, nói trà sữa nữa. Ủa mày mệt quá à. Đi nè. Nè mày giật nè, mày giật cái gách luôn đi nè. Xin lỗi, mặc áo chi thời trang chứ vậy? Thời trang đâu? Cái áo ngày xưa tao mua là nó nguyên vẹn đó, mày giật biết là vậy nè. Mệt quá rồi đi. Bội quá à. Trà sữa hả? Ủa mà đó giờ Út đâu có thích uống trà sữa đâu mà bữa nay đủ uống trà sữa.
Thì đó giờ ông thích, giờ bữa nay thích. Hồi con này mày làm như mày ốm ngán vô cái đội uống trà sữa hoài. Nói gì vậy? Giỡn, nói gì bậy bạ tự nhiên nó ốm ngán đây. Giỡn, giỡn, mắc gì đâu cọc nè. Giỡn rồi, anh hai giỡn mà. Không có giỡn không? Giỡn vui hết. Thôi trà sữa thì trà sữa. Bữa nay uống trà sữa, ngày mai phải thức dậy sớm ra phụ anh hai nghe không? Thôi, mai hay nhờ ba mẹ ra phụ đi. Mai có hẹn với bạn rồi, qua nhà bạn chơi. Mày đủ lý do hết trơn vậy? Chơi hoài vậy? Nó lỡ hẹn rồi. Lỡ hẹn nữa hả? Ừ. Thôi mày lỡ hẹn rồi, thôi mày đi chơi đi. Nhưng mà nghe anh hai dặn nè. Chơi chơi bạn trai hay bạn gái vậy? Gái. Thiệt gái không? Thiệt. Gái thiệt không? Gái thiệt. Gái thiệt luôn không? Gái thẳng luôn á. Gái thẳng, thẳng băng luôn không? Cái công công là không chịu đó. Gái thẳng đúng không? Không phải con trai đúng không? Thiệt là mệt quá. Hay làm như Út là gái hư hỏng vậy á. Dặn hoài, nó hoài. Ừ, không hư đâu. Ờ, không hư mà ngủ giờ này mới dậy. Thì anh hai dặn trước vậy đó. Mình có chơi bời gì đó thì mình cũng giữ ý giữ tướng chút xíu. Nó có gì mà ảnh hưởng tới uy tín của ba mẹ, của anh hai, của dòng họ nữa. Nghe không? Rồi. Hay quá à, giờ này mà còn đọc sách được kìa. Ngồi nói chuyện với em, ngồi nói chuyện với em, không có đọc sách gì chừng á. Nhìn lên. Cái gì? Anh nói cho em biết đi. Tại sao lúc nào á em làm cái gì mẹ cũng có ý kiến hết trơn vậy? Em thấy á, chuyện gia đình mình mẹ luôn là người thứ ba xen vào ý kiến ý cò, làm bao nhiêu chuyện dở tung ra hết trơn. Ở trong nhà này mẹ là người lớn nhất thì chắc chắn mẹ phải có ý kiến rồi. Làm sao mà em nói mẹ là người thứ ba được? Rồi lỡ một ngày nào đó em cũng sẽ bị coi là người thứ ba thì sao? Không nghe, đây là gia đình của em, cho nên em không thể nào là người thứ ba được. Rồi tới một ngày nào đó, em thử em đặt em vào vị trí của mẹ đi. Rồi em sẽ thấy con dâu em nó sẽ nói em như thế nào. Em cũng vậy, sẽ là người thứ ba. Lúc đó là anh nghĩ là em còn khó gấp 10 lần mẹ bây giờ nữa. Không bao giờ. Bởi vì em là người phụ nữ hiện đại văn minh, hiểu chuyện. Cho nên á, em không bao giờ xen vào chuyện của con cái mình. Không phải áp đặt như kiểu của mẹ đâu. Ừ, em nói hay lắm. Để tới lúc đó đi rồi anh coi. Em đã từng hỏi thằng con trai em là à, tôi biết có yêu nhau hay không? Và tôi biết xử lý cái bầu nó như thế nào hay chưa? Em có hỏi nó chưa? Nhưng mà em muốn cưới với thằng Tôm á, là một đứa con gái phải nết na, phải thùy mị, phải hiểu chuyện. Chứ không thể nào cưới một đứa con gái mà chỉ biết ngông ngông ăn chơi hoài như vậy được. Em nhớ ra cho kỹ đi. Hồi trẻ tụi mình á còn bứt phá giới hạn cỡ nào, đừng nói tới mấy đứa nhỏ bây giờ. Tại anh dụ dỗ tôi chứ bộ. Phải rồi, em lúc nào cứ nghĩ em là một người hiền lành để cho người ta dụ dỗ. Còn anh là một cái người xấu. Ok, anh là kẻ xấu. Em nên nhớ kỹ nha. Em đừng nên bao giờ đánh giá một người con gái qua cái chuyện mà người ta đã từng ngủ với bạn trai hay người ta lỡ có bầu trước với bạn trai. Nói đi nói lại, anh cũng bênh vực nó à. Nhưng em nói rồi đó, không có dễ dàng làm con dâu em như vậy đâu. Ơi vậy chưa? Con gái con lứa vậy đâu, chưa trời, chưa trật rồi còn chưa chịu vậy nữa. Bởi tao nói mày vậy hả, thiệt cái thứ mày hả là mày sống mòn. Em một bài tới 2 giờ sáng, em giờ ngủ lại sức lắm mà. Rồi vậy đi, ấy đi ra ngoài cổng coi là bạn gái của con Tâm nó tới chưa. Rồi ấy coi tình hình sao báo cáo chuyện nghe không? Thôi em không có ra đâu. Chuyện người lớn rồi mày chữa ai thì sao? Quan cái gì mà quan nè. Bây giờ bà nội với lại Tom đã làm một phe rồi. Bây giờ em phải ra đi. Mẹ có một phe à. Em phải ra em làm đồng minh cho mẹ chứ biết không? Trời, mẹ một mình không có sao đâu chị. Chị tưởng mẹ dễ bị ăn hiếp lắm á hả? Bây giờ có muốn chị xóa nợ cho 3 triệu không? Muốn thì đi ra, nhanh lên. Chị tưởng em là người bán rẻ nhân cách, bị ném lòng bạc lẻ đó hả? Vậy thôi giờ chị cho mày thêm 2 triệu nữa đó. Thôi được.
ngủ thêm 5 phút nữa. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước yeah. Giờ mình theo ai, vì ai vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.